Bên mình có tới 70 bộ tem đặng, còn đây chỉ là một trong 70 bộ tem đó thôi ha. Các bạn có thể coi bằng cách là vào cái trang web hebi.vn và cái chỗ ô tìm kiếm á, các bạn gõ 981 tem hoặc 981, nó sẽ sổ ra tất cả những cái nón liên quan tới mã 981, thì các bạn có thể coi theo đó. Chào mọi người trở lại với Happy Channel. Thì hôm bữa mình có giới thiệu cái ưu đãi là tặng cái kính gương 7 màu hoặc gương bạc hoặc kính khói đậm trị giá 250.000 khi các bạn mua mũ Yuhi 981 và mua thêm một bộ tem đề cam. Ví dụ như mũ này nè là Yuhi 981 màu đen bóng, các bạn mua bộ tem đề cam nè, tổng hết là 1.737.000, bởi mình sẽ tặng một cái kính gương 7 màu như thế này. Ngoài ra thì cái kính màu trong mặc định theo nón là còn sẵn, mình để ở ngoài cho các bạn, khi nào bạn cần thì bạn thay ra thay vô. Thì có nhiều bạn yêu thích dòng mũ Yuhi 98 Plus có hỏi là có áp dụng cho 978 Plus không, thì hôm nay mình xác nhận là bên mình vẫn sẽ áp dụng cho 978 Plus luôn nha các bạn. Ví dụ như mũ Yuhi 978 Plus, cái kính theo nón mặc định là màu trong suốt 1.437.000 đối với màu đen bóng. Bộ tem này cũng là 200.000 nè, tổng hết là 1.637.000 sẽ được tặng cái kính màu khói này hoặc là kính gương 7 màu hoặc kính gương bạc như thế này ha. Thích màu nào chọn màu đó. Ngoài ra nếu như các bạn không thích lấy thêm kính á, thì bên mình sẽ giảm giá tem. Ví dụ như mũ này nè, các bạn chỉ lấy kính màu trong suốt mặc định là vào bộ tem thôi, thì bộ tem mình sẽ giảm 50% nha, rất là rõ ràng nha. Còn thêm một cái nữa là bạn nào không thích lấy thêm kính thì có thể đổi qua quà tặng là cái đuôi gió nhìn cho nó ngầu nha các bạn. Thì cái này là cái mũ 981 mình dán tem watercolor, cái tem màu sắc rất là tươi sáng, tươi tắn, tràn đầy sức sống. Các bạn có thể coi thực tế như thế này ha. Còn cái đuôi gió này gắn cho mũ Yuhi 981 nó fit, nó liền. Mình sẽ quay một số cái góc cho bạn coi ở trên xuống nè ha. Nó fit, nó liền, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Mình cũng không có ngờ là gắn đẹp được vậy. Và gắn gì nó cũng phải là tốn rất là nhiều thời gian để canh chỉnh nó mới được ra cái phương án giống gì nha các bạn. Mũ này là mũ hai kính nha, cái bên ngoài trong suốt, ngoài trong màu đen. Thì mình nói rồi, bạn nào không lấy kính thì có thể đổi qua đuôi gió, hoặc là bạn lấy hết nguyên combo thì bạn thêm giá của cái đuôi gió chút xíu thôi. Mình sẽ đổi thực tế cho các bạn coi nha các bạn. Nó cái kính đen thì mình bật xuống gì nè để chống chối thôi, còn đang đi không thích thì mình bật lên. Mình xoay một vòng cho các bạn coi là khi mà bật kính lên như thế nào nè. Đóng cái kính này xuống ha. Nói chung là khi mà cái mũ này á gắn thêm cái đuôi gió, mình đảm bảo luôn là nó có thể là ngầu nhất trong cái phân khúc tầm giá từ 1.500.000 tới 2.000.000 luôn ha. Mình thì cũng đã nói nhiều về cái chuyện mà gắn đuôi gió này rồi, nó không có giúp cho cái nón trở nên gọi là nhanh hơn hay là ổn định hơn gì đâu, nhưng mà đầu tiên nhìn thấy nó ngầu thôi. Và bạn nào đi hai người thì không nên. Cái này đuôi gió Bista nè, con này đuôi gió Zin của hãng nè, các bạn nhìn bạn sẽ thấy nó khác biệt rất là nhiều. Cái màu tem này á là cái bộ tem mới là CBR, bên mình làm cho mũ Yuhi 978, 981, rất không 1, rock 05. Những cái nón nào cái phơm nó hao hao giống gì là dán được thì mình đảm bảo là dán được cho rock 01, rock 05 nha. Bạn nào mà ngân sách ít á có thể chọn những cái dòng đó để mình tiết kiệm được khoảng là 30-40% tiền ha. Đó, bạn có thể coi một vòng xung quanh gì nha. Cái chương trình này á thì áp dụng cho tới hết ngày 30/6/2021 nha các bạn. Bộ tem thì là 200.000, mua full giá thì được tặng thêm phụ kiện. Còn nếu các bạn không lấy phụ kiện quà tặng á thì bên mình sẽ giảm giá tem cho các bạn và sẽ hỗ trợ dán sẵn nha. Bên mình có tới 70 bộ tem đặng, còn đây chỉ là một trong 70 bộ tem đó thôi ha. Các bạn có thể coi bằng cách là vào cái trang web hebi.vn và cái chỗ ô tìm kiếm á, các bạn gõ 981 tem hoặc 981, nó sẽ sổ ra tất cả những cái nón liên quan tới mã 981, thì các bạn có thể coi theo đó. Cái giá trên website mình cũng đang chỉnh theo cái thời điểm ưu đãi hiện tại, còn khi nào hết ưu đãi thì giá nó sẽ về thực tế nha. Có thể các bạn kéo lên kéo xuống, các bạn coi là cái màu tem nào nó phù hợp với bạn. Thì có cái phần thì gắn đuôi gió, còn có phần không gắn đuôi gió. Nói chung á là thông tin mình để trên web cũng rất là rõ ràng luôn ha. Bên mình á thì có thể nói tự tin trong ngành này, làm nội dung về website á nó đủ chi tiết để các bạn có thể tự lựa chọn mua sắm trên đó luôn. Thông tin về bảo hành nó cũng có hết, đổi giả cũng có luôn đó. Các bạn nào muốn mà nếu mà chưa biết của mình có những sản phẩm gì có thể vào coi ha. Có áo giáp, có găng tay, có mọi thứ rất là nhiều ha. Rồi các bạn có thể coi một lượt lại một chút xíu gì ha. Cái này là màu tem, này là màu tem AGV Mix mà màu xanh ngọc nha các bạn. Cái bộ tem này dán cho cái 978 Plus hoặc 981 á, nó full được khoảng là 95% ha. Nó che gần hết luôn nguyên cái nón, và bạn có thể dán cho Eagle E7 chẳng hạn cũng rất là nhiều. Còn hai cái nón này dán bộ tem mới CBR nè, đó, màu trắng đỏ. Còn tem này thì tem hồi xưa giờ mình dán nhiều rồi, bộ tem này phải nói là cực kỳ đẹp và nét luôn, nhìn nó rất là nổi bật và ấn tượng. Tem này thì nó không có che nhiều nhưng mà chi tiết nào của nó cũng đều rất là nổi bật ha. Nhìn vô là thấy cái nón rất là sáng sủa và tràn đầy sức sống. Rồi ok các bạn, xin chào, hẹn gặp lại.